Hello, xin chào cả nhà. Và hôm nay mình cũng giới thiệu cả nhà là cũng đã lâu rồi mình không lên video, thì hôm nay mình cũng trong thời gian này thì lời đầu tiên xin chúc cả nhà chúng ta một đời chút khỏe, một đời chào tràn đầy phúc. Và trước mắt của Lê Tuấn là một chiếc máy bây giờ gọi là một chiếc máy cũ, nhưng mà mình bây giờ sửa chữa lại. Cái máy cũ của nó là đây, cái máy cũ của nó là một cái máy băm, đây một cái máy băm, đây máy băm rác. Thế là bây giờ mình cắt đi, đây mình cắt để mình sửa chữa, đây mình sửa chữa lại thành một cái máy băm cây. Thế bây giờ đấy thì mình lấy cái trục này, đấy mình cũng đã làm hoàn thiện rồi, đây mình lắp lưỡi dao vào đây này, đây lưỡi dao này, đây ốc. Đấy, tháo cái đống và cái trục thì mình lắp ráp sau cho cả nhà, cả nhà theo dõi mình làm luôn. Và đây là nắp trên, đây nắp trên thì đồ cơ khí của mình, và mình đã review luôn máy mài, luôn máy mài gà cầm tay của mình chế. Và đây là bây giờ mình bắt đầu mình làm thì cả nhà theo dõi luôn là máy băm cây, máy băm cây luôn bây giờ. Đây đã bu lia đây, đấy đầy đủ hết tất cả. Đấy thì đấy
Và để tiếp tục xin mời cả nhà chúng ta tiếp tục đón xem video tiếp theo của Lê Tuấn. Lê Tuấn xin cảm ơn rất nhiều nhé. Và đến khi đến lúc hoàn thành, Lê Tuấn sẽ lên những video cho cả nhà ta xem. Ok.